Chào cả nhà nha, xin chào ông bà cô chú và các bạn. Bữa nay mình trúng được ngay cái ngày mình có ở nhà thì cái bông hoa quỳnh này nữ hoàng của bóng đêm nó sẽ sắp trổ nha cả nhà. Mình theo dõi mỗi năm á. Cho nên là Ina nè, chào đi con. Dạ con xin chào ông bà cô chú các bạn. Hôm nay con tên là nay con 4 tuổi, con đi học với con là mai. Giỏi, con đi ba con ngày mai. Có nghĩa là ngày mai nhà mình đi nghỉ hè đó cả nhà. Tại bên đây là đang là mùa hè đó. Ngày mai là mình đi chơi. Đó. Thì mình dắt con cái đi chơi. Cũng hên là cái bông này nó sẽ trổ hôm nay cả nhà. Đó, thấy chưa? Nó trổ hôm nay cho nên là mình còn kịp ngắm được. Hôm nay tối nay mình sẽ ngửi nó nha cả nhà. Bốn bông luôn. Đó. Dắt này là 6 giờ Một, chiều nha cả nhà. hai, ba, Đây. bốn. Cái bông thứ tư. Đúng rồi Ta con, sẽ 4. Ừ. cắt 6 giờ chiều. Nhưng mà hồi trưa là 12 giờ trưa mình không có quay lúc hồi trưa là cái này nó còn khép nè cả nhà. Nhận nó nhanh dễ sợ luôn á. Hồi trưa nha, những cái nhị này nó còn khép. Đó, cái nhị này nè, cái bông này nè, cái gốc này nè, nó bốn còn khép. Mà bây giờ nó nở nở ra rồi thì tối nay là nó sẽ bung lụa hết luôn cả nhà ơi. Ngay cả thằng này cũng vậy luôn. Đó. Thấy không? Bây giờ mình sẽ bây giờ 6 giờ, giờ 1 tiếng mình sẽ ra quay một lần để cho cả nhà coi nó sẽ nở như thấy thế cái nào này từ không? từ nha. Đó, Đó, nó rất là nhiều nụ nhỏ nhỏ nè, từ trong cái lá mọc ra nè, đó cái đó là bông của nó đó. Mà này nó còn nhỏ ha. Đó. Nếu mà nó đậu thì là một bên này thôi là nhóc bông luôn. Đó. Hôm bữa hổm là đã là ba bông rồi cả nhà. Nè, bữa hổm nè, bông nó tàn mình ngắt xuống mình bỏ dưới gốc đó. Bữa hổm là ba bông, bữa nay bốn, nữa thì là đợt này mình có 7 ha. Rồi đợt sau nữa thì mình chưa biết được bao nhiêu. Đợt cái nhà là sau cát con, đợt sau thì bây giờ hiện giờ có thằng này lớn hơn nè. Đợt sau có bây thằng giờ nha này. cả nhà. Cả nhà thấy không? Nó nở nhiều hơn hồi nãy rồi đó. Nó xoáy 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 cái này rồi đó. Tại vì sắp sửa bung á. Chừng khoảng 10 giờ đêm nó mới bung. Đó. 7 giờ tối. Đây. Đây ha, nó nở từ từ á. Nó cái đầu nhụy á. Hồi trưa mình quên quay lúc 12 giờ trưa. Hồi sáng hôm nay nó còn phải đóng đóng kín nhiều lắm. Mà giờ này nó làm gì nè cả nhà thấy không? Nhanh gì đâu luôn á. Nhanh lắm. Rồi, giờ 7 giờ tối là làm gì ha? Là thấy không? Đó. Rồi 8 giờ Giờ mình là ra 8 tiếp giờ. giờ nha cả nhà ơi. Đó. 8 giờ 5 phút đã nãy mình 8 giờ mình quên nhìn trễ đồng hồ một chút xíu. Cho nên giờ 8 giờ 5 phút đó. Cả nhà thấy không? Nhanh không? Hồi nãy 7 giờ là còn đóng lại ha, bây giờ 8 giờ nè, nó hở rồi đó. Để mình ngửi cho nó thơm nha cả nhà. Hai bông trổ luôn. Rồi bông này cũng trổ luôn. Đó. Coi cái bông thứ tư kìa. Rồi. Bông thứ tư cũng trổ luôn. Mà cả nhà thấy không? Ông xã mình hay ghê luôn. Hồi sáng mình cãi ảnh mình nói là cái bông này sẽ không có trổ tại mình thấy nó nhỏ vậy mà cuối cùng giờ trổ luôn. Rồi, thua rồi. Thua ổng rồi. Hỏi cá không? Nói cá thua rồi. Trổ hết luôn rồi cả nhà ơi. Đó. Vui quá trời vui luôn, bốn bông được ngắm xong ngày mai cả nhà mình đi chơi cả nhà ơi, dẫn con đi nghỉ hè. Bên đây đang là mùa nghỉ hè đó, một năm mình đi làm được 5 tuần. Cho nên là mình thường thường nghỉ hè 3 tuần, mùa đông 2 tuần. Đó. Đây. Cả nhà thấy không cả nhà? Thích quá trời luôn, một hồi nó nở nhiều nó thơm dữ lắm luôn á cả nhà ơi. Này cả nhà coi nè ha, bông nó mọc từ trên cái cuống cái lá nó ra cả nhà thấy không? Đó. Từ bé tí như vậy nè. Đó, mà giờ hôm nay nó thành cái bông to như vậy nó cũng nhanh lắm cả nhà, nó lớn nhanh lắm nè. Cái nhà coi nào ha, cái này nhỏ xíu thì chứ vài bữa lớn nhanh cho coi. Này kêu nữ hoàng của bóng đêm là hoa quỳnh nở về đêm. Đó, trên mạng có rất nhiều bài viết về hoa quỳnh ha. Đó. Nhiều bài thơ nữa, về hoa quỳnh nữa. Đó. Mà chỉ tiếc là nở có một đêm thôi rồi sáng lại thì tàn thôi. Đó. Mà hồi đó mình thử rồi cả nhà mấy năm trước đó, khi mà nó nở tan hoang vậy nè, cái mình cắt vô nước mình chưng rồi sáng nó vẫn gộp lại nha cả nhà. Nó không thể nào mà nó mở hoài được, ngộ quá cái hoa này. Đây cả nhà còn nhiều nụ lắm. Đây, cái này là nụ nha cả nhà. Rồi giờ 8 giờ ha, xong giờ mình tắt nha cả nhà, chút xíu mình ra trở lại. Cả nhà ơi, 9 giờ 10 phút nha cả nhà. Nãy giờ lo tắm rửa cho Lina cho nên là ra trễ.
Đó, trễ 10 phút nó tàn quạt luôn rồi nè cả nhà. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Trời ơi, nó thơm. Đó. Lúc này bắt đầu 9 giờ là tan quang vậy ha. Bắt đầu sẽ thơm từ từ, giờ nó bự ra thêm chút nữa. Bự thêm chút nữa tới 12 giờ đêm. Trời, cả nhà biết nó thơm từ đâu không? Từ cái này nè, cái nhị trắng này nè. Đó đó, cái nhị này. Ngày xưa mình ở Việt Nam, cô của mình nhà có tiệm mai ở phường 1 của Thầy Vinh á. Cô mình có trồng cái hoa quỳnh này nè. Trời ơi, mỗi lần nó trổ cả nhà mấy chục bông nữa. Tối nó trổ là nấu chè, thức canh, ăn chè, rồi ngắm bông. Quá trời luôn. Rồi sau đó cái đầu mình không ở Việt Nam, mình không có thấy ai trồng nữa, mất giống luôn. Sau cái qua Pháp, trời ơi, gặp được cây này với một người bạn cho. Mừng quá trời mừng luôn. Thật ra ngày xưa trước khi mà chị bạn cho, có người khác, một chị làm chung cho mình nữa. Mà mình trồng bị chết tiêu cả nhà. Đó, cây này của chị bạn mình cho. Nó mình nuôi tới bây giờ. Sau này cái mình ương giống ra, mình ương nhánh ra. Dễ trồng lắm. Nhánh cặm vô nước có rễ rồi bắt đầu trồng thôi, rồi mình cho nhiều người lắm ở đó cả nhà. Đây ha. Quá trời đẹp luôn, thơm. Quá trời thơm luôn. Này. À. Ngày mai mình đi một tuần, để mình đi một tuần về mình coi cái thằng này nó mới lớn nha cả nhà. Cho cả nhà coi một tuần mà nó sẽ lớn nhanh lắm. Mình đi cả nhà ơi, trời ơi nó thơm. Chắc này là 10 giờ 15 phút nha cả nhà. Thấy chưa cả nhà? Nó mở nở bung ra nhiều hơn hồi nãy rồi ha. Đó. Quá trời luôn cả nhà, hồi nãy chưa thơm nhiều nha, lúc 9 giờ. Không có thơm nhiều. Trời ơi giờ này nó nực nồng luôn ông ơi. Không biết. Mà cái mùi nó dễ chịu lắm. Cái nhị trắng ở trong thơm. Cái mùi ngộ lắm. Ước gì mình lấy cái này mình làm dầu thơm được tay. Cả nhà thấy không? Tỉa 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 ra nè. Mà phải nói công nhận là nó nhanh thiệt á. Nó nhanh lớn mà nó nhanh trổ nữa. Trời ơi. Quá trời đẹp cả nhà ơi. 10 giờ 15 nãy giờ mình cũng lo làm công chuyện dọn dẹp mình ra trễ luôn. Chứ không có ra đúng 10 giờ nữa. Giờ này mà cắt hết bốn bông này vô để vô cái ly chưng cũng đẹp lắm á cả nhà. Nhưng mà thôi không cắt cả nhà thì để vậy đi. Cắt vô cái ly rồi nó cũng hết thơm á cả nhà. Xong rồi nó cũng tàn nè. Ổn quá à. Bởi vậy. Phải chi mà chưng cắt vậy mà nó đừng có đóng lại á. Nó mở vậy hoài cho mình vài bữa. Thơm rồi cho mình ngửi vài bữa cũng được. Đó. Thích quá trời thích luôn cả nhà ơi. Đấy. Đêm nay mình ngắm được nó xong cái ngày mai mình đi chơi nha cả nhà. Đó. Ngày mai nhà mình đi biển một tuần. Sau đó mình về mình ghé Paris mình ở một đêm. Đó. Rồi thành chủ nhật tuần sau mình mới về nhà. Mình ở biển một tuần luôn. Sáng nay phi nay 4 giờ mình đi về nha cả nhà. Đồ đạc hành lý chuẩn bị xong hết rồi. Rồi. Đấy. Rồi. Để mình chụp hình. 11 giờ 20 cả nhà, 11 giờ 20 đêm á. Trời ơi cả nhà ơi, nó thơm khủng khiếp luôn. Ông xã mình ông mới đi làm về tới, tại bữa nay anh làm ca chiều á, cho nên là 11 giờ anh mới tan, anh mới về tới. Ông vô ông nói trời ơi nó thơm quá trời luôn. Đây nè cả nhà, bây giờ bắt đầu hình như là hết bung nữa rồi, bung gì là hết hết siêu quá rồi đó, hết cỡ rồi đó. Đây hai cả nhà đó, hết rồi. Rồi hay ngộ quá. Bởi vì cái thiên nhiên tạo quá sao mà nó làm hay thiệt. Hồi trưa nó búp để sắt gạt luôn mà giờ này thiệt á. Mình mà hồi sớm mình quên chúng thôi, mình đặt cái máy ngoài đây để thâu luôn mấy tiếng đồng hồ vậy đó, cho coi hết từ đầu tới cuối. Mình quay, cố tình quay gần cho cả nhà xem nha. Đó. Đẹp lắm luôn. Mình yêu cái hoa này dữ lắm luôn, thích dữ lắm luôn á cả nhà. Thích
Nhiều ơi là nhiều luôn. Khi nào nó đi ngủ rồi, chúng thôi là nó ngửi nữa đó. Mà tiền rồi mình thức tới 12 giờ đêm canh nó cũng thức canh nó ngửi cả nhà. Tiền rồi mình cũng quay một clip mà không có quay nhiều, giống như bữa nay không có quay đầy đủ từ đầu tới cuối. Bữa nay mình quay từ đầu tới cuối luôn. Thơm quá cả nhà ơi. Này chỉ có tận mắt chứng kiến ngửi mới biết cái mùi nó như thế nào thôi. Đây cả nhà, thơm quá. Cái vàng vàng nó thơm nè. Ông ngoài nó thơm. Đẹp gì đâu luôn. Quá trời đẹp luôn cả nhà. Cây này nó già dữ lắm rồi. Mình cắt không biết đâu nha cả nhà. Mùa đông mình đem vô nhà, mùa hè thì mình đem ra đây là cái nhà kiến của mình á, để nó ở đây đó. Chỉ tưới nước thôi không có gì hết. Mà ở trên này nó đang tốt, nó ra nhánh, nó ra nhánh nữa nè cả nhà, thấy không? Nếu mà mình muốn trồng á là mấy cái nhánh già này mình cắt mình trồng nữa được rồi đó. Đây mình xích qua đây cho cái nhỏ của nó, mình ươm ra được một chậu nữa rồi đó cả nhà. Đó cũng từ những cái nhánh nhỏ của nó mình trồng ra đó ha. Đó đây nè, đó cây này mình cũng trồng từ nhánh đó, mình cắt ra luôn đây. Đó, mình trồng ra được hai chậu nhỏ cả nhà ơi. Giờ này là 12 giờ rưỡi thì đêm rồi đó, mẹ nó xong rồi đó cả nhà. Bây giờ này cái này là nó nở hết luôn rồi đó. Rồi bây giờ mình không biết chừng nào nó mới xẹp trở lại nha. Đó bây giờ là mình sắp chịu hết nổi rồi, giờ phải đi ngủ cả nhà ơi, tại mai thức sớm. Mà bây giờ giấc này 12:30 đêm mà nó còn thơm gì nè, còn rất là nở rất là to ha, quá đẹp đẹp. Tiếc lắm nhưng mà không có hái đem theo ý mình được luôn, tại vì hái nó cũng xong rồi hồi nó cũng tớp lại à cả nhà. Đó nhà thấy không, mình ra mình ngửi một cái nữa. Nhà mình ngủ hết trơn rồi, tại vì chuẩn bị ngày mai mình đi chơi sớm. Đó. À, mình đo dọn dẹp nhà cửa đồ này kia nè. Rồi mình sẵn mình thức mình canh nó luôn. Đó. Để mình quay phim cho trọn một cái clip này từ đầu tới cuối đó cả nhà. Đó, tại vì năm nó nở có một lần rồi cả nhà ơi. Và không biết lần sau nó có tụ hay không. Đó, cho nên là bây giờ hôm nay mình gắng thức mình canh, mình quay cho nó xong một cái clip này luôn. Mình canh từ hồi chiều tới giờ á. Bây giờ mấy cái bông sau này mình không biết là nó có nở được hay kịp hay không nữa. Thì thường thường tháng 8, tháng 9 này là nó hết trổ rồi cả nhà ơi. Mà sao nó còn nhiều nụ quá. Cho nên là thôi, bây giờ mình xin kết thúc clip ở tại đây nha. Mình bye bye, xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của nhà Family Elina. Chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe, bình an và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin Nó chào. tớp lại hết trơn rồi đó cả nhà thấy không? Rồi là xong rồi đó, là nó tàn rồi đó. Giác này là ngửi nó hết thơm mày, nó ngộ lắm cả nhà ơi. Đó, vẫn còn gì ha. Nó tớp lại vậy. Nhưng mà ngửi nó không có thơm nữa cả nhà. Rồi xong, thôi bây giờ nhà mình đi chơi đây. Đó. Đây. Bye bye, xin chào. Thank you.